hành trình chinh phục ba đỉnh Ba Vì và là một cuộc của chúng ta sẽ trò chuyện với vô thức của mình từng thời khắc. Tất cả những gì mà chúng ta đang sở hữu như thế này, chúng ta đang được tận hưởng ở đây thì đều bắt nguồn từ một giấc mơ điên rồ của một ai đó. Và giấc mơ chính là chiếc phao cứu sinh trong cuộc đời của các con, để giúp cho các con có thể đi lên phía trước với một cái niềm tin mạnh mẽ hơn. Ước mơ của con thì là được làm kinh doanh bất động sản. Nếu mà những cái việc mà nó nhẹ nhàng như thế này mà mình đã chưa làm được, mình cứ cố tình mình bỏ tay xuống, thì làm sao mà mình có thể làm được những cái việc lớn lao được? Làm sao mình có thể mà điều hành được cả một công ty, điều hành được cả một tập đoàn bất động sản được? Nãy là đã có ông trùm bất động sản, thì bây giờ phải có bà trùm bất động sản đúng không ạ? Và bà trùm bất động sản này làm ở bên Mỹ, America. Lúc nãy thì chúng ta đã chào với ông chủ bất động sản này, bà chủ bất động sản này. Nhưng mà em là em kinh doanh trong tất cả mọi ngành luôn. Đây là những bạn cực kỳ xuất sắc trong bạn phòng sàng vào tay. Con sẽ làm thế nào để mà vừa mình vừa có năng lượng và vừa những bạn cũng có năng lượng để chinh phục bạn? Thưa cô, là con cũng sẽ cố gắng là mình làm được chính sách thì mà rất xuất sắc, cảm ơn con. Thế cô Lan Bảo, xin hỏi chân thương chẳng muốn đi nữa có được không? Điều gì mà khiến lại không được nói như thế nhở? Thank you.
lượt làm lãnh đạo nhá, lần lượt làm mentor nhá. Con thấy con là người tuyệt vời. Đôi chân của con là đang rất là khỏe mạnh, đi rất là thanh thang và sẽ quyết tâm lên được đỉnh Ba Vì. Và con đã nói với người bạn vô thức của con là đôi chân của chúng mình khỏe mạnh, tuyệt vời. Con cảm thấy rất tuyệt vời khi chinh phục đỉnh núi này bởi vì nó giúp con tìm ra được con người tuyệt vời bên trong mình. Em cảm thấy rất là hồi hộp. Chị muốn bé tự chủ hơn, tự tin hơn và có một sự, bé có một niềm tin khá là tuyệt đối về cái kiến thức này và bé chủ động con muốn tham gia. Con có suy nghĩ là nếu con nên nghĩ con sẽ xuất phát được bản thân mình. Hành trình leo Ba Vì này thì là cho con đi trải nghiệm, bởi vì là cái học qua trải nghiệm là cái học tốt nhất. Chị cũng muốn là hai cháu có một mùa hè thật đáng nhớ ở một môi trường thật tuyệt vời như thế này. Và những con người rất là yêu thương và những con người rất là ham học. Đúng rồi. Em là đại bàng mà.
Lý do chị cho John và Maxim nhà chị tham gia cái hành trình này là bởi vì thứ nhất là nó là một cái trải nghiệm có sự chuẩn bị rất là chu đáo. Các con phải đọc này, rồi các con phải tập dậy sớm này, các con phải chạy bộ, đi bộ, các con phải có tinh thần tập thể, rồi phải biết giao tiếp, làm việc với chính mình. Thì chính vì vậy mà chị thấy nó là một cái sự tổ hợp của rất nhiều các cái yếu tố, cho nên chị muốn cho các con chị trải nghiệm. Bình thường là mình chỉ ở một mình, nên là con cảm giác là mình sợ ở chú đúng không em? Nhưng ở đây mình có đồng đội của mình ở đây rồi mà. Mình cảm thấy là tôi làm được, tôi tin tôi làm được, tôi tin tôi làm được. Xin chào tất cả các cha mẹ. Lúc này là vào khoảng 3 giờ sáng. Ui giời. Đáng nhẽ là 3 giờ sáng thì mọi người sẽ ngủ đúng không các con? Đúng. Nhưng mà hôm nay mình làm gì nhỉ? Leo núi. Đúng rồi. Mình làm cái điều rất là phi thường. Đấy là mình quay lại leo núi. Đấy là chinh phục Ba Đỉnh Ba Vì các anh chị. Hơn 1000 mét. Đúng rồi, hơn 1000 mét. Hơn 1200 mét. Các anh chị hãy comment để cổ vũ các con nhé. Và sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ ngắm bình minh ở trên đỉnh Ba Vì. Con cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ đã cho con đi nhiều nơi. Và con hứa từ giờ con sẽ học hành chăm chỉ và không cho bố mẹ thất vọng ạ. Con rất yêu bố mẹ con vì bố mẹ con dành cho con tất cả. Chân nhỏ bé. Đôi chân tuyệt vời của tôi. Đôi chân tuyệt vời của tôi.
đang tận hưởng, mình đang hình dung và tưởng tượng cái cảm giác là mình đang được cô đeo cho huân chương, và mình đang rất là tự hào về bản thân mình và rất là phấn khích ạ. Con thấy con là một người rất là tuyệt vời, con là một người rất là xuất sắc. Tuổi nhưng mà các con đã về đích một cách xuất sắc luôn. Con thấy tự tin và bản lĩnh hơn. Con cảm thấy rất là tuyệt vời và mạnh mẽ hơn rất là nhiều ạ. Con hơi đau chân nhưng con không muốn bỏ cuộc. Con sẽ luôn luôn theo đuổi mục tiêu của con đến cuối cùng. Tôi rất là vô cùng là biết ơn khi tôi đã được chữa lành và hai mẹ con tôi đã bứt phá được cái bản thân. Dạ, sau khi leo núi đêm con học được bài học là phải mạnh mẽ vượt qua tất cả dù cho vào hoàn cảnh nào. Đến với hành trình này thì em vô cùng biết ơn cô Lanh, thầy Hoàn cùng tất cả các bạn hỗ trợ, cùng các thầy cô các bạn hỗ trợ và học viên Minh Trí Thành đã trao cho em đến trí tuệ này. Thế em đã chuyển hóa và giúp các con em cũng biết đến trí tuệ này.